gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trai. Mắt say là bóng giữa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói nào. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mưa khép niềm tâm sự. Họ hẹn lâu rồi em nói đi, nếu bước chân là có mỏi, xin em rửa sát lòng ai. Ta đi vào tận rừng rơi vớt cái dòng vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mơ, gió ơi gầy gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mở khép niềm tâm sự. Họ hẹn lâu rồi em nói đi, nếu bước chân ngà có mỏi, xin em rửa sát lòng ơi. Ta đi vào tận rừng sâu vớt cái dòng vàng bên suối, ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu. Đêm nào nghe bước mộng trôi mơ, gió ơi gửi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều ta có nhớ. Gió ơi gửi gió lời tâm niệm, và nguyện muôn chiều Mạnh Cường và Lê Đình Minh Ngọc hân hoan chào đón quý vị đang đến với chương trình Hương Sắc Mùa Xuân trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long dịp Tết Tân Sửu 2021. Thưa quý vị, chúng ta đã mở đầu chương trình bằng một tuyệt phẩm trong nền tân nhạc Việt Nam,
bài hát Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nói về nàng thiếu nữ đẹp như tranh, dưới bóng ngàn hoa như trong mộng, đã hé mở cho chủ đề ngày hôm nay của Hương Sắc Mùa Xuân, chủ đề về những cánh hoa trong những bản nhạc xuân bất hủ. Thưa quý vị, và khi nhắc đến Tết thì người ta hay nhắc tới hoa mai, hoa đào, hai biểu tượng của Tết Việt Nam. Tuy nhiên quý vị cũng biết rồi đó, Tết đâu chỉ có hoa mai, hoa đào mà muôn hoa đều khoe sắc, khiến cho không gian mùa xuân vô cùng lộng lẫy. Và chúng ta có thể thấy được hoa ở khắp mọi nơi, hoa ngoài đường phố, và đặc biệt là hoa đã vào từng ngôi nhà Việt để tạo nên vẻ lộng lẫy, đậm sắc màu mùa xuân cho mỗi ngôi nhà. Và còn nữa, chúng ta có một trong những phong tục đẹp của ngày xuân là đi chợ hoa để mang về những đóa hoa xuân đẹp nhất, như một lời mong ước những điều may mắn sẽ theo ta về nhà. Và bây giờ xin mời quý vị cùng Minh Ngọc và Mạnh Cường bước vào không gian âm nhạc của một hội hoa xuân rực rỡ sắc màu nhé. Xuân vừa về trên bãi cỏ non, dấu xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lớn. Là yêu chiến sĩ nghìn nơi, thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Xuân hoa còn tươi mãi, hoa vì nhân thế biết dâng vầy cuộc vui. Xuân hoa nở vì ai, tay nhịp bàn tay xây ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê ngắt bông hoa biếu người xuân thì, có một đàn em bé ngoài đê hát câu y tờ đón xuân về. Trên luống cây nâu thấy hoa xuân phép lạ xa màu, bỗng nhủ lòng ra sức cây sâu, tiếng ca như thể tiếng kinh cầu, hoa bèn yêu bóng dáng cơn lá, nhau tránh cuộc cơ cầu, người cùng mùa đã thoát vực sâu, sức gieo hoa nở lúc xuân đầu. Xuân hoa tỏa hương mới, nhân quân ân ái đã kêu đòi niềm vui. Tình tôi đùa nợ cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi. Có một bầy thôn nữ nhìn hoa, chúc cho xuân vui vẻ thái hòa. Có một vài tóc trắng thơm mơ, cho hoa nở mãi không già. Ước cho hoa nở mãi không già.
trong nắng vàng, muôn bướm tung bay mang sắc tươi vô cùng trời sáng. Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thắm trong nắng đào, kiếp sống cô đơn mơ ước ấm trong lòng hoa tươi. Xuân gieo khắp nơi, trời ngát hương trầm lòng mang vấn vơ, hồn say mong ước cùng những đóa hoa ấp ủ trái tim hương những phút say mơ với màu hoa thắm. Khắp trời sông sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Trời sáng tô màu sắc cho những cánh hoa, khi trời xuân thắm tô cho đời muôn màu nồng ngát hương thơm. Trời xuân mang niềm nhớ cho những kiếp người sống cô đơn, ước mong mùa xuân rắc rêu khắp nơi trần thế. Với màu hoa thắm, khắp trời sông sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Tay cô em với đôi dài tươi thắm, nhan sắc rạng ngời là bộ dạng say đắm, bước trong nắng xuân nồng rực rỡ như đào mai cúc lan hồng. Xuân năm nay đã đến, nhìn thấy em là lòng anh đã mến, cho anh hỏi tên của em là gì, e ấp nhu mì em chính là nàng xuân. Với màu hoa thắm, khắp trời sông sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Trời sáng tô màu sắc cho những cánh hoa, khi trời xuân thắm tô cho đời muôn màu nồng ngát hương thơm. Trời xuân mang niềm nhớ cho những kiếp người sống cô đơn, ước mong mùa xuân rắc rêu khắp nơi trần thế. Với màu hoa thắm, khắp trời sông sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Xuân gieo khắp nơi, trời ngát hương trầm lòng mang vấn vơ, hồn say mong ước cùng những đóa hoa ấp ủ trái tim hương những phút say mơ với màu hoa thắm. Khắp trời sông sáng vui tưng bừng, muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Muôn sắc khoe tươi gieo hát ca vang mừng trời xuân. Xin chào Dương Kim Ánh. Yeah. Cảm ơn Dương Kim Ánh đã mang đến chương trình, đã mang đến cho ca khúc Gió Mùa Xuân Tới một làn gió hoàn toàn mới với bản phối hoàn toàn mới như vậy. Anh xin chào anh Dũng Mạnh Cường và cho Dương Kim Ánh xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Đây là một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Và Dương Kim Ánh, vì lý do gì mà bạn lại có một cái bản phối mới như vậy? Hồi trước như nghe là gió mùa xuân tới thì mọi người sẽ có thể là nhảy nhẹ nhàng theo thôi, nhưng mà bài này thì mình có thể nhảy một cách sôi động hơn, mãnh liệt hơn, mới hơn. Tại sao bạn lại quyết định là phối một bài mới như vậy? Dạ, thật sự khi mà được góp mặt trong cái chương trình Xuân năm 2021 này thì Dương Kim Ánh muốn mang đến một làn gió mới cũng như là một cái mùa xuân sôi động hơn, năng động hơn đến với tất cả quý vị khán giả thân yêu của đài truyền hình Vĩnh Long mình. Đầu tiên, cái tên Dương Kim Ánh là một cái tên rất là đẹp, nghe là thấy may mắn rồi đó. Thì không biết là đây là tên hay là nghệ danh của mình?
Dạ thưa anh Vũ Minh Cường, Dương Kim Ánh mới là tên thật của em luôn. Dạ không phải là nghệ danh. Vậy thì lúc mà đặt tên cho mình, tới bây giờ ba mẹ có chia sẻ là ba mẹ kỳ vọng gì khi mà đặt cho mình tên như vậy không? Em là một người con của Vĩnh Long. Ba mẹ em thì cũng là một cái người nông dân rất là bình thường. Khi mà đặt tên cho con của mình thì lúc nào cũng mong muốn có những cái điều may mắn, hạnh phúc giống như cái tên mà ba mẹ mình gửi gắm. Thì em cũng cảm thấy là rất là cảm ơn ba mẹ đã đặt cho em một cái tên Dương Kim Ánh. Có nghĩa là cái tên đó là may mắn rồi, hạnh phúc và nhiều soi rọi xuống vận mệnh của mình hết ha. Rồi bên cạnh đó thì Cường cũng chia sẻ thêm với quý vị, cô này là hoa hậu áo dài thì có lẽ là quý vị cũng biết rồi. Sau đó lại là á quân của một cuộc thi ca hát rất là chuyên nghiệp. Vậy thì từ một người đẹp rồi sau đó đi hát, bạn phải mất bao lâu thì mọi người mới công nhận đây là ca sĩ Dương Kim Ánh? Dạ thật sự ra thì nói về cái sự mà từ người đẹp mà đi hát để mọi người công nhận là một ca sĩ thì em không có dám là nói là mình phải bao lâu và mình phải như thế nào. Nhưng em biết một điều là đến giây phút này thì em cũng phải là cố gắng, thật sự cố gắng, luôn trao dồi để mà có thể là hát tốt hơn, để được khán giả yêu thương nhiều hơn. Em cứ hy vọng là mọi người sẽ nhớ đến Dương Kim Ánh, đến những ca khúc mà Bolero, những ca khúc trữ tình, để mọi người chia sẻ, mọi người nghe. Như vậy là hạnh phúc với em lắm rồi. Dạ, yeah, tôi biết là tại sao cô đọc hoa hậu rồi đó. Tại cô cư xử, ứng xử rất là khéo léo, rất là vừa lòng mọi người. Và có lẽ là chính là vậy mà chúng ta cũng sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho Dương Kim Ánh. Câu hỏi cuối cùng đó là mùa xuân đến, và giống như là những gì mà trong lời ca của ca khúc Gió Mùa Xuân Tới, đó là muôn sắc hoa xuân. Vậy thì chắc là người con gái nào cũng thích hoa rồi đó, đặc biệt là hoa ngày Tết nó còn đẹp dữ dội hơn nữa. Dương Kim Ánh thích hoa nào ạ? Dạ, vào những ngày Tết thì ở miền Tây thì có nhiều cái loại hoa mà đặc trưng đi vào cái Tết của truyền thống của người Việt Nam mình, giống như là hoa cúc, hoa dạng thọ. Thì Tết mình thấy những cái hoa đó thì cũng như là một cái mùa xuân tới. Đối với em, đối với quê em hoặc là đối với gia đình em thì chỉ đơn giản là như vậy thôi. Yeah. Em không có suy nghĩ là phải hoa này, hoa kia, hoa nọ. Chỉ đơn giản là mình thấy cành hoa mai, hoa cúc, hoa dạng thọ là thấy xuân về. Cảm ơn ca sĩ Dương Kim Ánh. Và một lần nữa chúc cho bạn luôn may mắn, hạnh phúc giống như cái tên của bạn, như kỳ vọng của ba mẹ đã gửi gắm cho bạn qua cái tên đó. Thưa quý vị, cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, có mặt ở những hội hoa xuân hay là những đường hoa rực rỡ ở nhiều thành phố trên khắp cả nước, nếu như có thời gian mà chúng ta đi đến những cánh đồng hoa ngút ngàn á, thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ nhất cái mà người ta gọi là khí xuân tiết xuân. Điều đó sẽ cho thấy một điều rằng khi mà ta yêu hoa như thế thì khi ta có thể cảm nhận được cả một mùa xuân trong mỗi bông hoa, thì khi ấy mình sẽ cảm thấy lòng mình rung động theo từng khoảnh khắc của đất trời lúc sang xuân. Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiều nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân giọt sương chiều nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Em đã biết anh chiều qua, người em vẫn
trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Wow, wow, biết em, biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Wow, wow, biết em, biết em, thế nên có hoa thật là dễ. Ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với ca sĩ Ngọc Ánh về những ngày xuân. Như Minh Ngọc được biết thì chị và con gái cũng đã về Việt Nam đón Tết được vài năm nay rồi. Thì đối với chị, Tết ở nước ngoài và Tết ở Việt Nam, chị thích Tết nào hơn nè? Thì ở nước ngoài á, người ta không đón Tết Việt Nam, mà người ta chỉ đón Tết, Tết Tây, Tết Dương Lịch thôi. Yeah. Và cái Tết Việt Nam mình á, thì là mình chỉ tự làm trong nhà chứ không có ăn Tết một cách rầm rộ như ở đây. Cho nên dĩ nhiên là Ngọc Ánh rất là yêu cái Tết Việt Nam. Làm gì thì làm, Tết năm nào Ngọc Ánh cũng về Việt Nam. Chị Ngọc Ánh vừa mới chia sẻ là có thể là bà con mình cũng đón Tết đó, nhưng mà đón Tết trong một cộng đồng đó thôi. Và rõ ràng là cái Tết đó cũng cảm thấy là thiếu thiếu khi mình không được đón Tết trên chính quê hương của mình, đúng không chị? Đúng rồi, vẫn thấy thiếu. Mặc dù rằng họ rất là cố gắng, có nhiều nơi cũng làm hội chợ Tết, cũng tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét, cũng làm tất cả những món ăn truyền thống để người dân cùng coi như là quây quần với nhau, đến với nhau để ăn Tết chung với nhau, không thiếu gì cả. Cũng chơi lô tô, cũng quăng vòng vịt á, giống như mình đi chơi mình thảy cái vòng vịt á, cũng vui lắm, không thiếu gì cả. Nhưng mà có lẽ là thiếu cái tình quê hương ở trong đó. Sự thiếu đó không nói nên lời được. Và cái thiếu đó cũng không gì bù đắp được. Chỉ về với quê hương thì mới có thôi. Có nghĩa là ở bên đó tất cả những cái mà mình có, hoặc là những cái sản vật ngày Tết, lại làm cho mình nhớ quê nhiều hơn. Nhớ nhiều hơn. Khi mình nấu cái nồi bánh tét, hay là mình nấu cái nồi thịt kho, cũng không thiếu gì trong đó. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ quê hương. Đồ ăn này sao hồi nhớ hồi đó ở Việt Nam mình ăn Tết cho Việt Nam mình sao mà nó cứ lúc nào cũng nhớ lại và nhắc lại những cái chuyện xưa. Dạ vâng ạ. Và trong những cái món ăn ngày Tết thì món nào mang đến cho chị nhiều kỷ niệm nhất, chị nhớ nhất? Nếu mà nói về kỷ niệm mà tuổi thơ, khi mà Ngọc Ánh còn ăn Tết chung với gia đình, lúc nào trong gia đình chị cũng có. Bởi vì đó là truyền thống của người Quảng. Là có bánh tổ. Bánh tổ nấu rất khó, phải làm bột nếp và nó sen với nước đường gừng, rồi hấp trong mấy cái rổ, nhỏ như người ta cái rổ hấp cá đó, rồi lót lá trong, rồi đổ cái bột đó lên xong rồi hấp. Thì ăn mình để mới ăn thì dẻo, để khô thì chiên lên. Bánh tổ chiên ăn tuyệt vời. Đó là cái đặc sản của người Quảng mà năm nào nhà mình cũng có, nhưng mà ở nước ngoài thì không có. Mà nhắc đến Tết là không chỉ là có thức ăn không đâu, mà mình còn có hội hoa xuân nữa. Đúng rồi. Chị Ngọc Ánh, em thấy mặc một áo dài hoa rực rỡ như thế này thì hẳn đến là cái hội hoa xuân tao yêu hoa nữa phải không chị? Rất là yêu hoa, Ngọc Ánh yêu hoa lắm. Nhưng mà không có tay trồng hoa. Sao kỳ á? Cho nên là Tết nào chị cũng đi mua em hoa. Em cũng y chang luôn. Dạ em cứ trồng cây là không bao giờ nở hoa. Thì như vậy chúng ta mới có cơ hội để đi mua hoa mới. Dạ đi mua hoa ủng hộ cho các bác nông dân rồi. Đó năm nào cũng mua đầy hoa vậy đó, rồi trưng con đến hết mùng 10 chứ không có trồng được cái gì hết á. Trồng vì mình thường đi á. Mình đi nhiều á nên không có ai chăm. Chị khi mà mua hoa hoặc là mua cây kiểng để trưng trong những ngày Tết á, chị có nghĩ tới những ý nghĩa của hoa hay là cây kiểng không? Anh mua theo cái sự hiểu biết và cái truyền thống của gia đình. Theo mình biết từ lúc còn nhỏ, khi còn ở với cha mẹ, thấy ba mẹ mua sắm như thế nào bây giờ mình nhớ. Thì là luôn luôn Ngọc Ánh phải có một cây mai. Và cây mai phải để trong nhà, không có để ở ngoài.
đó. Cái mồng một thế trời mai. Trời ơi, mai nó nở vàng rực từng chùm từng chùm. Tiền đó là vô. May mắn. May mắn lộc tới. Đó. Đó. Rồi là hoa mồng gà. Là nó đỏ tươi vậy đó, rất là hên. Thì luôn luôn để hai bên cái cột của cửa nhà đó là hai chậu mồng gà và cúc ở đài đó. Còn ở trên bàn á thì là một cái bàn khách á là một chục hoa lay dương. Đó, hoa lay dương màu đỏ. Theo truyền thống của gia đình mình, mùng 1 Tết là tất cả mọi người, con cái cũng như cháu nội cháu ngoại của con của các anh các chị lớn tụ tập hết lại ở nhà mẹ với ba. Rồi là bắt đầu chúc Tết. Chúc Tết ba mẹ xong rồi ba mẹ lì xì cho hết tất cả. Và con của mình là Angela rất là thích những cái phong tục đó. Nó rất là yêu cái truyền thống đó. Yêu cái buổi sáng mùng 1 Tết khi mà mọi người quây quần với nhau và đã trở thành một cái truyền thống trong gia đình của Ngọc Ánh. Cho nên là Angela rất là yêu Tết Việt Nam. Và hẳn đó cũng là truyền thống của tất cả gia đình Việt Nam mỗi khi mà Tết về. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ còn cùng nhau lan tỏa những niềm yêu thương nè, như những đóa hoa xuân rực rỡ. Và chính vì vậy, ngay bây giờ Minh Ngọc xin mời quý vị sẽ đến với ca khúc Hoa Xuân Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Kiều Anh. Hãy
có một chuyện nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà khi Tết đến á thì Cường cảm thấy vô cùng xúc động, cũng có thể là do Cường đa cảm quá. Đó là vào mỗi dịp mà áp Tết á, thì khi tất cả các hãng máy bay rồi vận tải, vận chuyển thì đều có một dịch vụ đặc biệt, đó là vận chuyển hoa. Thực ra thì ngày nào thì chúng ta cũng có thể thấy là hàng triệu bông hoa, cành hoa được vận chuyển lên khắp mọi miền đất nước hay là qua cả những quốc gia khác nữa. Nhưng mà khi đến Tết á, mình thấy thông báo rằng là nhận vận chuyển hoa đào, hoa mai, thì tự nhiên lòng mình cảm thấy một cái gì đó rưng rưng. Hẳn là những người đón Tết xa nhà sẽ cảm thấy ấm lòng lắm khi trong nhà có cành mai, cành đào. Chẳng hạn như là những người ngoài Bắc mà vào Nam làm việc thì tự nhiên thấy có cành đào, coi như là cũng có một phần quê hương, cái Tết quê hương ở trong đó. Ngọc thì nghĩ là không phải là anh đa cảm hơn người khác đâu, đó là một cảm giác rất là tự nhiên. Cũng như lúc chúng ta có thể nghe những bài nhạc xuân bất cứ lúc nào, thích thì mình nghe thôi. Nhưng mà chỉ khi nghe vào lúc gần Tết hay giữa những ngày Tết, ta mới thật sự cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của những bài hát ấy. Bạn sẽ thấy rưng rưng xúc động trước những hình ảnh được nhắc tới trong ca từ của bài hát. Dù bình thường chúng ta có thể nhìn thấy ở đâu đó và cũng cảm nhận được những điều ấy, đó là bình thường. Vâng thưa quý vị, điều đó lý giải là tại sao những bông hoa giản dị kia lại có ý nghĩa với chúng ta đến như vậy, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Bởi vì đi cùng với những bông hoa đó là cả một mùa xuân, là khởi đầu cho một năm mới biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Những cánh hoa mỏng manh luôn nhắc chúng ta là hãy biết hy vọng, biết trân trọng và hãy luôn quý trọng những gì mà mình đang có để cùng chào đón một năm mới thật là tốt đẹp. Tìm đâu phút vui ban đầu,
gian cuốn trôi về đâu, để cho ai nhớ thương ai nhiều vì đã xa cách nhau lâu rồi, dù nói không nên lời. Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi, tìm về quá khứ thấy xuyên sao lòng tôi. Gió xuân đến bao giờ, ngỡ như bước chân ai qua thêm hay là mơ. Rồi xuân sang thấy hoa anh đào, đây dáng xưa còn đâu. Niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh xin lặng.
nắng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Để gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát để nhà xuân chơi vơi, để hồn ta say trong tim cười. La 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 la. Trên mây buồn nhà trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời. Trên mùa xuân đến đêm buồn vui, bướm vẫn tung tăng bay la đà. Mà trên mây buồn nhà trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời. Trên mùa xuân đến đêm buồn vui. Xin cảm ơn nhóm Mây Trắng với ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân đã mang đến một không khí xuân rất là rộn ràng ha. Lời nói đầu tiên cho nhóm Mây Trắng xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Hương Sắc Mùa Xuân. Bây giờ chúng ta hãy cùng chia sẻ cái niềm vui khi Tết đến xuân về nào. Chẳng hạn như là Ngọc Châu sẽ thích những cái hoạt động nào của ngày Tết đó. Thường thì là từ xưa đến giờ thì nhóm là những ngày Tết đều là phải đi làm. Để đi phục vụ quý vị khán giả. Và đó là cái niềm vui của nhóm Mây Trắng. Thường là cứ diễn suốt cho đến mùng 5. Sau mùng 5 thì nhóm sẽ ngưng để cho mọi người về với gia đình và vui chơi với gia đình. Là tới chừng đó là nhóm tụi em là mới bắt đầu là ăn Tết đó. Ăn Tết muộn đó. Mà thường là mình ăn Tết là mình sẽ có những hoạt động nào? Thường là năm nào cũng là vui chơi với gia đình. Tại vì có con nhỏ đó thì những ngày mà mình đi diễn á, mình không có dành thời gian cho con được á, thì sau những ngày đó thì mình sẽ dẫn con đi chơi và gia đình đi chơi. Còn đối với em thì là sau những cái loạt diễn đó thì em muốn được ở nhà suy nghĩ lại một năm trước mình đã được gì, đã mất gì đó. Bạn thì sao? Còn em thì sẽ tranh thủ về quê để ăn cơm cùng với gia đình cũng như là chơi với người nhà nhiều hơn. Đa số là thấy ở đâu cũng giống nhau hết. Tại biết sao không? Tại ba cô này có Tết đến là có nhà không à. Nên dù cho người ta có chơi bời sao thì ở ngoài đấy thì một ba cổ cũng ở nhà. Ở trên thành phố Hồ Chí Minh cũng ở nhà. Mà về quê rồi cũng ở nhà. Bây giờ nè, mỗi người mình tưởng tượng mình là một cành hoa đi. Thì mỗi người sẽ hóa thân thành hoa gì? Thích hoa hồng. Thích hoa hồng. Tượng trưng cho tình yêu. Nhưng mà tại sao lại phù hợp với lại Ngọc Châu? Từ nhỏ đến giờ là thích hoa hồng rồi đó. Còn bạn? Em thì là em thích hoa đào. Hoa bởi đào. Vì cảm giác như là nhìn hoa đào nó mỏng manh dễ vỡ cũng giống như em vậy. Nhưng mà nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nha. Nhưng mà hoa đào lại kiên cường trước đúng rồi, rất đúng là rồi. Gió và đặc biệt là ở ngoài Bắc. Đúng đặc rồi, biệt miền núi phía Bắc. Trời lạnh ha, hoặc là lạnh có lắm. Nhiều khi cả tuyết luôn. Đúng rồi, không rồi sương giá này nọ nhưng mà hoa đào vẫn tươi. Còn cô gái này thì như thế nào? Sen. Hoa sen. Hoa của áo dài. Có đúng như vậy không? Đó có phù hợp với tính cách không? Dạ đúng ạ. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ cùng chúc để chúng ta chuyển qua một tiết mục khác. Câu chúc đó là 1, 2, 3. Vạn sự như ý. Và bây giờ thì quý vị lại sẵn sàng một lần nữa chúng ta sẽ cùng ra khỏi nhà để đến với không gian rực rỡ của những hội hoa xuân chưa? Những đường hoa lung linh sắc màu hay chưa ạ? Hãy để những âm thanh rộn ràng của những bài ca xuân đi cùng bạn khi dạo bước qua những nẻo đường hoa nha. Rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trên thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang, ý xuân ý đẹp trời ban. Trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đơm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Tuy năm nay em
mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân thiêng xin khấn, êm ấm đến cho mọi nhà. Ước mơ giấc mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương say. Ý mong phước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng. Môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đến nay. Đời ta có nhau ngày mai. Rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin. Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang. Ý xuân ý đẹp trời ban, hương trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Đơm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Tuy năm nay em lớn, nhưng vẫn thích bao lì xì. Thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân thiêng xin khấn, êm ấm đến cho mọi nhà. Ước mơ giấc mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương say. Ý mong phước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng. Môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đến nay. Đời ta có nhau ngày chị. Xin chào Minh Ngọc, cũng như là Hà Vân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Và xin được hỏi là khi hát bài hát này á, chị có những mong ước gì, suy nghĩ gì cho năm mới? Vâng, thì trong năm mới này mong muốn những điều tốt đẹp nhất về sức khỏe, rồi về điều may mắn, nhiều điều như ý đến với tất cả mọi người. Thì riêng năm nay thì với riêng bản thân Hà Vân thì Hà Vân cũng ước mong cái điều đó. Và bên cạnh đó thì Hà Vân cũng mong ước rằng là cái sự cố gắng của mình trên cái con đường ca hát của mình trong âm nhạc, với những cái sản phẩm âm nhạc sẽ cũng vẫn nhận được sự yêu thương, đón nhận của tất cả quý vị khán giả gần xa. Thường nghệ sĩ của chúng ta mà nhận càng được nhiều yêu thương từ khán giả thì sẽ càng dành ít thời gian cho gia đình. Chị có bao giờ chạnh lòng khi nghĩ về gia đình vào những dịp Tết khi mà mình không còn gia đình không? Đúng là với cái công việc của một người nghệ sĩ thì chính những cái ngày lễ Tết thì mọi người nghĩ thì mình lại phải đi ca hát. Những cái năm gần đây thì Hà Vân đều sắp xếp riêng cái ngày giao thừa thì Hà Vân sẽ nhận hát ở cái nơi, cái địa điểm nó rất là gần với nhà. Dạ. Hoặc là Hà Vân sẽ không nhận hát để làm sao Hà Vân cùng với bố mẹ này, rồi với anh em sum họp gia đình với Hà Vân. Giây phút giao thừa nó rất là ý nghĩa. Và sau cái giây phút đó thì cả gia đình sẽ cùng quây quần một cái bữa cơm. Thế là rất là vui, rồi gửi cho nhau những cái lời chúc, rồi nhận lì xì. Và một cái nữa đó là Hà Vân với mẹ này rất là hay trong cái dịp đó là lôi rất là, nói chung là mình có bao nhiêu tiền mình đổi ra nhỏ để mình lì xì đó, là cứ ngồi đếm, đếm tới đếm lui, đếm tới đếm lui, hai mẹ con cứ đếm vậy đó. Đếm lui đúng không chị? Đếm ý nghĩa là giống như mình đầu năm mình đếm tiền là nguyên năm mình tha hồ là đếm mình tiền đếm vậy đó. Tiền. À đó. Dạ. Dạ vâng, một lễ rất là hay. Thật ra là vui là chính thôi, nhưng mà
nó mang tiếng là đầu năm mình còn làm, thường là có những cái gì là cả năm thường như thế. Dạ, vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị và chúc chị năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như nhiều thành công hơn nữa. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh và tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Vũ và ca sĩ Cẩm Loan. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cành tàn trăng mơ anh. Lòng lành sao rớt vương đầy trời, dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi, biết chăng anh về? Người yêu ơi, nhớ chăng lời thề? Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé dù nhớ phơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mây. Em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn ca thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thương ngây. Anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cành tàn trăng mơ anh. Lòng lành sao rớt vương đầy trời, dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi, biết chăng anh về? Người yêu ơi, nhớ chăng lời thề? Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. Em dù nhớ phơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mây. Em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn ca thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thương ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát
hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Hy vọng quý vị đã có một chuyến du ngoạn hội hoa xuân thật là vui và mang về cho mình những cành hoa mới, tượng trưng cho những điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta trong năm mới. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo của loạt chương trình Hương sắc mùa xuân sẽ được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Còn bây giờ thì Vũ Minh Cường và Minh Ngọc xin được chúc mừng quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ.